Bây giờ mình sẽ nói về cái loại Surface Cylinder. Cylinder này là nó dùng để thiết kế khối liên trụ mạch mạch trụ. Khi mình gọi lệnh đó, thì mình chọn một điểm cơ sở và chia một điểm nữa đó chỉ bán kính, sau cùng là chỉ cái hướng và điểm đặt của chiều cao. Ở đây mình có thể sửa lại cái bán kính, ví dụ như 50 chẳng hạn, rồi chiều cao âm là nó ra đi ngược chiều, ví dụ như 50. Ngoài ra trên cái mũi tên màu đỏ này mình có thể đánh xoay để chỉ định cái góc quét. À, thì nên khi mình cắm quét vậy này, cái nó hiện cái con số trên, ví dụ như mình nhập khoảng 130, 120 gì đó. Đó, thay đổi đó, thấy không? Hoặc nhập gấp bước đầu kết thúc ở đây cũng được. Rồi, ok. Bước đầu này mình sẽ lấy theo phương trục X, nếu mình thấy sai đó, thì mình chọn opposite để lấy phần ngược lại, nó mình hướng thôi. Bạn chọn bô sai là lấy hai hướng. Thì mình định lấy nó vẽ là vẽ theo phương trục Z. Thì mình thích mình muốn chọn đổi theo phương trục Y, trục X hoặc là một cái vector cũng được. Vector ở đây nó chỉ ám chỉ vào cái độ thẳng. Ví dụ như mình vẽ theo phương X có một cái vector như thế này. Thì có thể chọn cái tên. Rồi, đẹp, điểm đẹp ở đây. Chỉ đây chiều cao. Thế thôi. Ở đây nó có hai trường hợp không, là mình chọn solid. Nếu solid thì nên trên đây nó sẽ chiếu qua một cái lệnh solid. Nó chiếu qua solid. Nhưng mà mình định mình chọn là trên lệnh surface lên lên cho nó chỉ cho nó surface thôi. Về màu sắc của surface là nó quy định bên đây rồi. Màu đây là màu của tượng khuôn dây. Màu đây là tượng surface và màu đây là của solid. Ok.